Trong những lúc dịch bệnh thế này thì vòng tay kết nối, chia sẻ yêu thương càng mở rộng. Chúng ta được chứng kiến các câu chuyện ý nghĩa ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, càng ở làng quê thì tinh thần này càng khăng khít. Trong lúc hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta lại được khơi dậy mạnh mẽ. Để rồi, rất nhiều câu chuyện ấm áp tình người được viết nên, lan tỏa những thông điệp nhân văn, giúp chúng ta lạc quan hơn, sống trọn vẹn hơn với tình dân tộc nghĩa đồng bào. Mẹ bệnh cần tiền thuốc thang, vợ ốm đau cần chi phí chữa trị hàng tháng. Ấy vậy mà số khổ qua bắp chuối thu hoạch mỗi ngày, anh Nguyễn Thanh Phong luôn dành ra một phần để gửi đến gian hàng không đồng của xã Hiệp Hưng. Một phần anh tự tay đem tặng những gia đình nghèo khổ hơn mình. Với anh Phong, đỡ đần hàng xóm láng giềng, đâu cần phải chờ có đủ điều kiện. Tại vì mình cũng nghèo khổ mà thấy có người còn khổ hơn mình. Thì mình có bao nhiêu thì mình đóng góp cho bà con với xã hội bao nhiêu được bấy nhiêu. Chứ còn mình cũng không có, như mình ăn no đủ rồi có người đói khổ thì cũng tội nghiệp. Trong mùa dịch này cũng không đi mặn mướn gì đó chứ. Gia đình em thì không đất không vườn, đi mặn mướn ăn quanh năm à. Nhận được phần quà của anh Phong em rất cảm ơn, trong lòng em rất mừng. Bắt đầu bằng những phần quà nhỏ mang đến tận nhà cho những người khó khăn trong xóm. Sau đó để mọi người được chọn những nhu yếu phẩm mình thiếu, nên chị Thanh Thùy mở gian hàng không đồng tại nhà. Gian hàng này hoạt động theo nguyên tắc ai dư đến cho, ai cần đến nhận, nên lợi nhuận nhận được chỉ là tình người. Hơn một tháng nay, cửa hàng đặc biệt này giúp hàng trăm hộ trong xã không phải thiếu áo đói cơm. Đây cũng là nơi để mọi người kề vai nhau, san sẻ gánh nặng gạo tiền mùa dịch, gợi niềm cảm hứng sẻ chia đến với nhiều người. Đa số người ta đem lại, người ta cho này, khi cũng mình cũng mừng, nói cũng người ta cũng biết bỏ ra để giúp đỡ người khác. Sáng nhóc hết trơn, cái trưa người ta lại lấy hết trơn, chống trơn. Cái chiều có người ta đem lại, cho lại. Mạnh Thường Quân đem cho lại là đầy nhóc hết trơn vậy đó. Rất nhiều những câu chuyện đẹp, ấm áp tình người, làm đậm thêm tình làng nghĩa xóm, làm giàu thêm truyền thống lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc ta. Tất cả như những liều thuốc tinh thần mang đến niềm tin và sự tích cực, lạc quan cho mỗi chúng ta giữa cuộc chiến chống dịch COVID-19 dai dẳng và đầy thử thách, khó khăn.